Hi, it's me again. I'm Thanh from Amang English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Amang English. Và tiếp đến là quy tắc số 6, quy tắc từ có chứa AU. Trong những cái từ nào mà có chứa AU, để xem là cái chữ AU đấy sẽ được phiên âm là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Vẫn câu hỏi mà Thanh hay hỏi mọi người, how to pronounce these words? Mọi người thường phát âm những cái từ này như thế nào? Từ đầu tiên, đó là từ con khủng long, đúng không? Rồi, từ thứ hai, đó là từ giặt là, từ đi giặt quần áo, giặt ủi quần áo. Và từ thứ ba, đó là từ phi hành gia, được chưa? Thì cái từ đầu tiên mình sẽ đọc là dinosaur, đúng không? Or, dinosaur, dinosaur. Next one, mình sẽ đọc là laundry, laundry, laundry. And the last one, astronaut. Astronaut, astronaut. Ok, vậy thì ở đây mọi người sẽ thấy được cái dấu hiệu, đó là tất cả những cái từ này đều chứa chữ AU. Vậy cái chữ AU này thì sẽ được phiên âm thành chữ gì? Đúng không ạ? Ok, vậy bài hôm nay chúng ta sẽ học tất cả cái chữ AU này sẽ được phiên âm thành âm O dài. Người nhớ nhá. Ví dụ cái từ đầu tiên là dinosaur, or dinosaur, đúng không? Or laundry, or laundry. Next one, astronaut, astronaut, astronaut. Ok, không phải astronaut nha, mà astronaut, astronaut. Ok, đó. Tại vì tổng quan quy tắc này là gì thì chúng ta sẽ đi vào cái quy tắc này nhá. Rule number 6, quy tắc số 6, từ có chứa AU. Vậy thì từ nếu mà các bạn thấy cái từ nào mà có chứa AU như thế này thì trọng âm sẽ, nếu mà nó là từ hai âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào cái âm AU đó. Thứ hai, đó là cái chữ AU đó đọc thành âm O dài, chứ không phải đọc thành âm AU ở trong tiếng Việt, đúng không? Ok, cách viết cái chữ O này như thế nào ạ? Mọi người sẽ viết cái chữ O ngược này, ok, và hai chấm. Đó, thì mình sẽ đọc là O, được chưa? Ok, tóm lại là nếu mà từ có chứa AU, kể cả một âm tiết, hai âm tiết, ba âm tiết, vân vân, thì trọng âm sẽ rơi vào AU, đa số trọng âm sẽ rơi vào AU. Và cái từ AU đó sẽ đọc thành âm O ở trong tiếng Việt, chứ không phải đọc là âm AU, ok, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo nhé. Vậy thì cái cách phát âm cái âm O này như thế nào? Đầu tiên là cách viết Thanh đã hướng dẫn mọi người rồi. Thứ nhất là mọi người sẽ viết chữ O ngược như này, nó hở đằng sau, đúng không? Và thêm dấu hai chấm bên cạnh để phân biệt đó là âm O dài. Cách đọc thì mọi người có thể nhìn thấy cái biểu đồ ở trên này. Cái hình ảnh ở trên này. Đó là cái chữ O này thì khi mà mình đọc, môi mình sẽ tròn và hơi chu về phía trước. Hình dung ạ, môi sẽ hơi tròn và hơi chu về phía trước. Và thứ ba, lưỡi hơi kéo vào trong, tức là cái cuống lưỡi của mình, cái phần này này, cái cuống lưỡi này này, nó sẽ hơi đẩy vào trong, được chưa? Ok, mọi người nhìn rõ cái khẩu hình miệng của Thanh nhá. Mình sẽ đọc là O, được chưa? Môi tròn này, O, môi tròn hơi chu về phía trước, lưỡi, cuống lưỡi kéo vào trong, O, O, lưỡi cong đó, O, O. Nhiều người sẽ nghe thành giống cái chữ âm O ở trong tiếng Việt, thế nhưng không phải nhá. O, O. Ok, được chưa? Mọi người nhắc lại cho Thanh nào. O, 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 O. Lưu ý cho Thanh tất là cái âm O này là nguyên âm. Và một lưu ý nữa, đó là tất cả các nguyên âm thì đều là âm hữu thanh. Cho nên là khi mình chạm tay vào thanh quản như này thì nó sẽ rung, được chưa? O. Đó, mọi người thử nhá. O, O. Đó, nó cứ ồ ồ trong cái họng này này, nó hơi rung. Ok, rồi. Đó là cái phần phần cách đọc cái âm này. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần luyện đọc nhá. Ok, the first one. O, O. Fault, fault. Ok, fault, đúng không? Fault, 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 fault. Next one, AU này. O, cause, cause, cause. Next one, AU này. O, clause, clause, clause. Ok, next one, AU này. O, O, pause, pause.
nhiều người hay đọc cái từ này thành từ pause á, nhưng mà không phải nhá, nó là pause. Okay, next one. Oh, lord. Next one. Au này. Oh. Cái này mình có hai tiết, vậy thì giọng âm sẽ rơi vào au luôn, đúng không ạ? Mình sẽ đọc là causal. Next one, au này. Applaud. Next one. Applause. Okay. Au tiết này, từ một âm tiết thì mình không cần lưu ý trọng âm. Vault. Cái này là V-O-U-T. Vault. Next one. Fraud. Next one. Au này, trọng âm sẽ rơi vào au luôn. Assault. Next one. Trọng âm rơi vào đây luôn. Laundry. Okay. Good job. Next one. Bây giờ mình chuyển sang cái phần luyện tập số 2. Rồi. Cái phần luyện tập này thì Thanh cũng tương tự các bài trước, thì Thanh sẽ đọc cái hàng đầu tiên thôi. Còn cái hàng thứ 2, thứ 3 thì mọi người sẽ về nhà luyện tập thêm. Bài tập về nhà cho mọi người. Cố gắng tập cách đọc theo cái bảng phiên âm. Được chưa? Rồi, ok. Mọi người sẽ đọc cùng Thanh nhá. Đầu tiên, âm or, từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm or luôn. Cái đây là default. Next one. Ok, cái từ này rất nhiều người đọc là đau tờ. Con gái á, đúng không? Mình sẽ đọc là daughter. Next one. Dinosaur. Cái từ này là từ có ba có trọng âm phụ. Trọng âm nó sẽ rơi vào âm a này, âm o u này, và có một thêm trọng âm phụ là cái trọng âm ở phần đầu nữa, đúng không? Dinosaur. Tiếp. Jaunt. Next one. À, cái từ này là từ đặc biệt nhá, không rơi vào, nó là ngoại lệ. Cái au ở đây mình cũng là vào o, thế nhưng mà trọng âm nó sẽ rơi vào âm đầu tiên. Mình sẽ đọc astronaut. Rồi, sonar. Ok, không đọc là sauna, đúng không? Ok, sonar. Tiếp theo, sausage. Next one. Cauldron. Gaudy. Hall. Cái này nhiều người đọc là hall. Naughty. Cautious. Okay, rồi. That's it for today. Đây là bài tập ngày hôm nay. Và Thanh hy vọng cái bài tập này sẽ hữu ích cho mọi người. And that's it. And thanks for watching my video. And see you next time.